Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Địch Nệ Nhật Ba có động thái đáng ngờ, nhập viện khám sức khỏe giữa lúc có tin vợ của Tình tin đồn Hoàng Cảnh Du tự sát. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Địch Nệ Nhật Ba bỗng dưng có bài đăng đáng ngờ trên Instagram. Đồng thời sức khỏe của người đẹp cũng gây lo lắng. Tối muộn ngày hôm qua, Weibo xứ Trung xôn xao với tin đồn vợ cũ của Hoàng Cảnh Du là Vương Vũ Hinh tự sát bất thành, may mắn được cứu sống. Một người tự xưng là trợ lý của Vũ Hinh cho hay vợ cũ Hoàng Cảnh Du mắc bệnh trầm cảm, liên tục bị fan cuồng quấy rối. Hiện tại Vương Vũ Hinh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, thông tin cô tự sát gây hoang mang tột độ trên mạng xã hội. Hoàng Cảnh Du trở thành nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất bởi trước đây nam diễn viên bị tố đánh đập bạo hành vợ dã man. Trong một diễn biến khác, cánh Babaraji chia sẻ thông tin sáng ngày hôm nay Địch Nệ Nhật Ba có động thái bất ngờ giữa lúc có tin đồn vợ cũ Hoàng Cảnh Du tự sát. Điều đáng nói, người đẹp Tân Cường và nam diễn viên Thượng Ẩn đang có nghi vấn hẹn hò cùng nhau hợp tác trong bộ phim Định Chế Tình Yêu Cao Cấp. Theo thông tin, Địch Nệ Nhật Ba đã phải nhập viện kiểm tra sức khỏe với trợ lý. Hiện chưa rõ kết quả khám nghiệm của cô ra sao. Những hình ảnh được cánh phóng viên chia sẻ sáng ngày hôm nay của Địch Nệ Nhật Ba, tình hình sức khỏe của người đẹp gây lo lắng. Sau rất nhiều tin đồn hẹn hò, cả Địch Nệ Nhật Ba lẫn Hoàng Cảnh Du đều không thừa nhận. Ngày mai 19 tháng 5, Định Chế Tình Yêu Cao Cấp sẽ lên sóng và ra mắt khán giả. Giữa lùm xùm bê bối của Hoàng Cảnh Du, bộ phim sẽ ngày càng được chú ý nhiều hơn. Cặp đôi từng bị bắt gặp cùng vào chung một xe, liên tiếp có những hành động thân mật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.